xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái thử thách ăn hết một con lợn quay đấy. Nhìn con lợn quay nhìn rất là đẹp luôn này, đuôi cong vánh này này. Nhưng mà đầu cháu nghe là không còn. Ok, thì là tôi sẽ thực hiện cái thử thách này, ăn hết một con lợn quay 5kg. Con lợn này là lúc mà chưa quay thì là nó rơi khoảng tầm 7 đến 8kg. Nhưng mà sau khi mà quay xong thì là mỡ của nó chảy ra cũng như là nó bị tóp đi. Thì bây giờ nó chỉ còn 5kg thôi. Đấy, rất là nặng luôn. Sức của tôi thì là có thể ăn hết được 5kg lợn này. Đấy, rất là nặng. Rồi, thì cái thử thách hôm nay đó chính là ăn hết con lợn này. Tôi sẽ ngồi đây tôi ăn hết. Ngửi rất là thơm và rất là ngon luôn. Không biết là tí ăn như thế nào đây. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một con dao. Đấy, bây giờ tôi sẽ dùng cái dao này để tôi bổ đôi con lợn ra cũng như là để xẻ thịt để ăn. Ở đây thì là có hai bát nước chấm rất là thơm ngon. Nhìn rất là vàng, vàng óng từ đầu cho đến đít. Đấy, mọng nước luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ dùng dao để bổ đôi con lợn này ra và thưởng thức nó. Đấy, các bạn thấy nghe thấy cái tiếng tạch tạch tạch, da nó rất là giòn. Thật sự là tôi không biết bổ như nào. Thật sự luôn là không biết bổ như nào, nhưng mà thôi, cứ miễn sao ăn hết nó được. Đấy, tôi sẽ dọc đôi nó ra nhỉ. Ui. Đấy, các bạn nghe kỹ này, cái tiếng dọc ra thì rất là sướng luôn. Đó, nó giòn tan luôn. Ui, da nó giòn kinh khủng luôn. Đúng là lợn quay khác. Đây là con lợn quay mà tôi vừa mới cắt đôi ra. Đấy, các bạn nhìn này. Ui. Bây giờ tôi sẽ ăn thử cái miếng da của nó xem như nào. Đây, ở đây có một miếng da lợn rất là vàng. Bây giờ tôi thử chấm nước chấm xem như nào. Tôi sẽ chấm cái nước chấm muối ớt này. Ngon tan luôn. Ủa, nó nhiều mỡ, ngậy, ăn rất là ngon luôn. Quả này tôi ăn hết con lợn này chắc tuổi tăng lên mấy cân. Đấy, chấm nước chấm đây. Đây là lần đầu tiên tôi ăn lợn quay. Lợn quay cả con nhá. Đấy, ngon, được. Ăn ra rất là ngon. Rồi, bây giờ tôi thử chấm với lại nước súp xem như nào. Đây là bát nước súp. Nước súp ăn cũng rất là ngon. Mỗi một loại nước chấm là một cái mùi vị khác nhau, nhưng mà cái ngon nhất đó chính là ở cái thịt lợn. Tôi thấy chủ quán bảo thế. Bây giờ tôi thử dốc một miếng thịt lợn nó ăn xem như thế nào. Da thì dù là ăn rất là ngấy. Rồi. Ủa, trên này còn xương. Quên không cầm dĩa nên ăn bằng tay rất là nóng các bạn, bởi vì là thịt lợn nó vừa mới quay xong. Ủa, nóng vãi trưởng. Đây nhá, đây là miếng thịt lợn đó, bên trong rất là trắng. Ngon khỏi bàn luôn. Đấy, ăn nóng như này mới ngon này, chứ mà để nguội ăn không ngon. Đó lý do tại sao mà vừa quay xong là tôi vác về nhà luôn. Tôi đặt hàng cái con lợn này từ hôm qua, đến hôm nay họ mới quay xong. Ăn cái này phải bỏ mũ ra. Ngon đấy. Cảm giác ăn thịt lợn ngon hơn rất là nhiều so với lại ăn da. Ăn da nó rất là ngấy, da rất là nhiều mỡ, nó kiểu mọng nước luôn. Bởi vì là quay con lợn này thì quay từ đầu cho đến cuối nó phải mất khoảng tầm vài tiếng. Thì là bên trong mỡ nó chảy ra, nó ngấm hết vào cái da, nên là ăn da rất là mọng nước và nó rất là nhiều mỡ. Đấy, rất là béo. Đây, tôi thử chấm thịt với lại cái nước sốt này xem như nào. Nước súp. Đó. Nhưng mà tôi thích chấm với lại cái muối ớt này hơn. Chấm muối ớt ăn ngon hơn rất là nhiều. Ok, tôi đã lọc toàn bộ số thịt lợn và da lợn ra ngoài này. Đó, lọc hết ra luôn. Và ở đây là chỉ còn khung thôi. Đấy, còn mỗi xương lợn thôi. Rồi, đó, còn mỗi xương thôi. Không còn cái gì cả. Bây giờ tôi sẽ ăn hết toàn bộ số thịt lợn đây và da của nó.
Ok. phải ăn như này nó mới ngon, chứ mà vừa ăn vừa ngồi bóc thịt lợn ra tôi cảm thấy nó rất là mất thời gian, nó không ngon tí nào cả mà rất là nóng tay đấy. Phải bóc ra như này, bây giờ chỉ biết ngồi ăn thôi. Ok, rồi bây giờ ngồi ăn hết rất là nhiều thịt luôn. Đó, rất nhiều. Ăn miếng bé trước đi, miếng to để sau. Đây, chấm vào đây. Tất cả cái gì mới đầu ăn thì rất là ngon, càng về sau là càng kinh khủng, như kiểu tra tấn dạ dày luôn đấy, thật sự luôn. Ôi, tôi mới ăn được nửa con thôi, cái da này mới kinh khủng này, da này tí ăn mới khổ này, ăn hết thì tôi bây giờ là toàn mỡ, mà các bạn có thể hiểu là mỡ ăn ngấy như nào, thật sự là ăn mỡ rất là ngấy, một lô kinh khủng luôn này, cả một cục mỡ to bây giờ nhét hết mồm, đã nói là phải làm, bảo ăn hết là phải ăn hết. Đấy. Nãy là chọn hết miếng ngon ăn rồi, bây giờ toàn mỡ. À đây còn một miếng thịt. Mà bây giờ thật sự rất nhiều mỡ. Tôi chấm gần hết nước nước chấm rồi này, đây. À, bây giờ gần hết rồi. Tí nữa ngớ phải chấm ớt ăn. Bây giờ ăn rất là ngán đúng không? Nhưng mà vẫn còn cố mà nhai nuốt hết mức khổ. Nhiều bộ bạn tưởng không? Có ra nữa, ra của khó ra từ. Bởi nó rất là dai các bạn. Nó không có thịt thì nó mềm, ngay tí là nó ngay ngờ ra à. Nó vừa dai nó vừa giòn. Quả là có mồm rồi. Bây giờ mà ngồi đây mà nột hết thịt đây ra chắc đến sáng mai. Ăn này thật sự rất là ngán luôn. Nó ngấy. Nhiều mỡ kinh khủng luôn. Tôi ăn mà khé hết cả cổ. Nốt nhiều mỡ quá. Đây cũng rất nhiều ít thịt mà. Giờ ngồi đây mà gỡ hết thịt ra mà kiểu là ngồi mút xương nhưng mà đến sáng mai. Mà bằng này tập tầm cho con gấu ăn. Đây, có mỗi bằng này thịt.
tôi ăn hết bọn này thịt, còn bao nhiêu tôi cầm xuống cho gấu ăn. Ok, xong cái thử thách này cảm thấy rất là mệt, không đủ sức để mà hét lên yeah. Ok, hét rồi, rồi có mỡ này, bóp ra, bóp hết mỡ ra. Thật sự là ăn cái miếng cuối cùng vào, nuốt một phát mà xít nó nôn hết ra. Ôi, bây giờ bụng tôi chứa rất là nhiều thịt lợn luôn, rất là nhiều thịt. Ôi, còn mà ngày là toàn xương thôi. Ok, xương thôi không ăn nữa, không ngồi gặm nữa, rảnh đâu mà gặm. Ok, xong clip, xong thử thách. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye.